bạn hãy chú ý đến khả năng hồi phục của cô nàng này. Có ai còn đang thắc mắc đó là vị tướng nào không? Đó chính là Maza, oán hồn vực thẳm anh em ơi. Một kẻ không đội trời chung với Irumiye. Đây là một vị tướng pháp sư kiêm tanker anh em ơi. Một vị tướng có khả năng hút máu cực mạnh. Nội tại của cô nàng này đó chính là càng thấp máu, lượng máu hồi phục càng mạnh. Ngoài ra, đòn đánh thường, chiêu thức của Maza còn khống chế làm chậm, rất bá đạo ra nhé. Chiêu một của cô nàng này càng đáng sợ hơn. Đó chính là sóng thống khổ làm chậm tất cả mọi kẻ địch chúng phải. Phê hồn trùng gây sát thương xung quanh càng đông càng vui. Chiêu cuối khiến cho cô nàng này không thể bị chọn làm mục tiêu, gây sát thương rất bá đạo. Ngoài ra trong thời gian sử dụng chiêu cuối không thể tấn công được đâu. Và đây là bộ trang bị mà mình muốn khởi đầu xây dựng cho anh em. Đầu tiên là các bạn lên cho mình đó chính là cái phượng hoàng lệ. Tiếp theo là giày kiên cường. Nhiều anh em hỏi là nên lên giày gì. Đối với mình thì giày kiên cường là một đôi giày tối ưu. Quyền trượng rơ hia, khả năng hút máu, khả năng tạo la chắn càng bá đạo hơn. Đừng quên rằng hồi chiêu cho ma ra thành 10% theo bảng ngọc chút tôi chỉ cho anh em. Trượng băng làm chậm từ nội tại rồi, làm chậm từ chiêu 1 rồi, có thêm làm chậm từ trượng băng thì không điều gì tuyệt vời hơn anh em ơi. Maza là một vị tướng mang biệt danh có là gì anh em biết không? Đó chính là chạy ngay đi trước khi chị làm chậm, chỉ vậy trượng băng là không thiếu được. Khiên điện thoại, một trang bị chống sát thương vật lý rất nhiều. Maza có khả năng tấn công vào chị là lại bị làm chậm. Như vậy là cái danh hiệu chạy ngay đi trước khi chị làm chậm càng bá đạo hơn. Một cái đai kháng phép chắc chắn rồi, để hướng chọn cho choi hoặc là sắp gà cho anh em. Ok, chúng ta tiếp tục về bảng ngọc của Maza nhé. Maza là một vị tướng pháp sư kiêm tanker. Nhưng mà cái viên ngọc đỏ này tôi dành cho cô nàng này đó chính là công phép và xuyên giáp phép. Một chút xuyên giáp phép và công phép khá là tối ưu cho cô nàng này đó chứ, đúng không nào? Tiếp theo về ngọc tím thì tôi lựa chọn cho cô nàng này viên ngọc đó chính là gì? Đó chính là ngọc ba dòng tím. Chưa được ăn cơm anh em ạ. Ngọc ba dòng tím, máu tối đa, hồi máu và tốc chạy nhanh anh em ơi. Tại vì vị tướng này có khả năng hồi phục rất bá đạo hơn. Còn ngọc xanh sao? Ngọc xanh các bạn, nếu mà không có ngọc ngon ấy mà anh em lại có bảng ngọc tanker ấy, anh em có thể sử dụng cho mình. Đó chính là bảng ngọc xanh của máu tối đa và giảm hồi chiêu. Cái này là bất đắc dĩ nhá. Cái này là tệ nhất đấy. Còn không thì anh em sử dụng cho mình đó chính là công phép và giảm hồi chiêu. Giảm hồi chiêu rất quan trọng đối với Maza anh em ơi. Mà anh em đừng quên rằng vị tướng này không sử dụng năng lượng nhá. Chính vậy giảm hồi chiêu là rất quan trọng. Giúp cho Maza thứ nhất khống chế, thứ hai hút máu, thứ ba hồi phục và thứ tư giao tranh bá đạo hơn. Đây không phải là một vị tướng để anh em xúc sát thương. Còn nếu anh em không có ngọc ngon mà anh em lại có ngọc ba dòng của ngọc xanh ấy, anh em có thể sử dụng ngọc ba dòng này không sao cả, thoải mái nhá. Đó là sơ qua về bảng ngọc cho anh em. Chúng ta vào đấu luyện để mà chỉ tốt hơn cho anh em ha. Đầu tiên thì ở đấu luyện tôi muốn điều đầu tiên ấy, muốn nói về Maza. Đó chính là vị tướng này có khả năng hút máu và làm chậm bá đạo nhất. Đó chính là ưu điểm lớn nhất của Maza nhé. Đầu tiên là tôi muốn giới thiệu qua chiêu thức anh em nâng mắt cho mình, đó chính là chiêu thức 2. Sau đấy mới đến chiêu 1. Chiêu cuối tăng theo từng cấp độ. Maza là một vị tướng có khả năng làm chậm rất mạnh anh em ạ. Tôi sẽ test cho anh em khả năng hồi máu từ cô nàng này nhé. Tức là càng thấp máu khả năng làm chậm và hồi phục càng mạnh hơn. Đòn đánh thường có khả năng làm chậm nhưng mà là đơn mục tiêu. Đòn đánh từ chiêu 1 có khả năng làm chậm nhưng là đa mục tiêu. Từ chiêu 2 làm chậm đa mục tiêu. Chiêu cuối thì đa mục tiêu hơn nhưng mà nó ở một cái khoảng rất hẹp, đúng không nào? Đó anh em chưa? Tức là Maza càng máu thấp ấy, cô nàng này hồi phục càng bá đạo. Chỉ vậy đừng nhìn cô nàng máu thấp khi mà cô nàng còn đầy đủ chiêu cuối ấy. À tức là còn đầy đủ chiêu thức ấy. Chiêu 1, chiêu cuối hay sao? Tôi không quan tâm. Tóm lại là cô nàng còn chiêu thức thì nên cẩn thận với cô nàng này. Anh em đáng sợ chưa? Cái này là chưa trang bị nhá. Chưa trang bị mà đã hồi phục đáng sợ như này rồi. Cái này người ta gọi là Arum. Chỉ có Arum khi chưa trang bị có thể có khả năng hồi phục như thế mà thôi. Chiêu cuối kích hoạt lên không thể bị tấn công. Anh em đừng quên rằng khi mà anh em sử dụng chiêu cuối hoàn toàn có thể tung combo. Đừng bỏ phí điều này. Không có hiện tại ấy, hiện tại chưa có vị tướng nào có chiêu cuối không thể bị khống chế mà lại trong thời gian đó có thể tung đòn đánh thường và tung bộ combo của mình.
đó là điểm đặc biệt của Mazda so với rất nhiều tiếng khác. Đó là sơ qua về anh em giới thiệu về Mazda, vị tướng của chung kết thế giới. Sự hổ báo là không thể thiếu được khi mà chúng ta chơi Mazda. Tung chiếc cuối băng trụ, điều này rất hiếm gặp đối với các vị tướng pháp sư khác trừ The Frat, nhưng mà đối với Mazda thì nó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chiêu hai chỉ sử dụng được khi có đối tượng mà thôi, càng đông càng vui, cứ sử dụng đi, không sử dụng năng lượng, anh em cứ tung chiêu tẹt bô ha. Rất khó để giết một Mazda, hồi phục rất nhiều, các chiêu thức làm chậm cực kỳ khó chịu đối với đối thủ. Không nên lên full phép cho con nàng này, mình nên lên kiểu semi tanker anh em ạ, semi phép ạ, tức là ví dụ như là ba công ba thủ làm các món đồ tốt nhất cho Mazda. Như tôi vừa chỉ xong, món đồ tôi chỉ cho anh em đó chính là thiên hướng tanker nhiều hơn. Còn để khi nào rảnh rảnh tôi nghiên cứu chuyên sâu về cái vị tướng này, sẽ giới thiệu đến cho anh em các lối lên trang bị khác hợp hơn vị tướng chạy ngay đi trước khi chị làm chậm. Rất khó chịu anh em ơi, hút máu cực kỳ nhiều, rất thấm. Mặc dù là tanker như Badum đều phải lắc đầu bó tay thôi. Chiêu cuối thực sự rất đáng gờm, khả năng làm chậm được chiêu 1. Khi Mazda càng thấp máu, khả năng làm chậm khi tung chiêu càng đáng sợ hơn. Đó, chiêu 1 có thể giúp Mazda cấu rỉa đối tượng từ xa. Chiêu 2 cấu rỉa đa mục tiêu và hồi phục rất nhiều. Chiêu cuối anh em có thể băng trụ tấn công và tung combo đằng sau. Có rất nhiều cách tung combo của Mazda. Một số người sử dụng chiêu thức cấu rỉa sau đây mới chiêu cuối bay vào, hoặc là cứ cấu rỉa đánh nhau bình thường, khi nào gần chết mới bật chiêu cuối. Hoặc là anh em có thể sử dụng cách thức khác, đó chính là bật chiêu cuối lên và phi vào đối thủ, đội hình cả đội hình nhé, và sau đấy là tung chiêu thức rất đáng sợ, đúng không nào? Mazda là một vị tướng cực kỳ sống dai và khả năng làm chậm rất bá đạo. Qua tình huống này anh em thấy là đối thủ đang đuổi bắt Mazda rất nhiều, rất có rất nhiều cơ hội để Mazda phản công lại. Mazda chỉ cần gây sát thương là hồi phục cực kỳ nhiều đó, ghê chưa? Chúng ta hãy quay trở lại, chúng ta chuẩn bị có chiêu cuối rồi. Mazda hồi chiêu cực kỳ nhanh, rất phù hợp cho Agfa solo kill. Chơi cấu rỉa nhây lì, Mazda có thể coi là một vị tướng thay thế cho Raudel. Anh em cùng xem tâm điểm tướng để mà hiểu thêm về vị tướng Mazda. Đến với tâm điểm tướng Mazda, chạy ngay đi trước khi chị làm chậm. Bóng tối nhiều đến mỗi khi cô nàng xuất hiện. Mỗi lần dù với Illumia đã biến Mazda thành nữ vương hắc ám, quyến rũ mà đáng sợ. Trong trò chơi, ngoài sức sát thương khủng khiếp, Mazda là pháp sư chống chịu cực dày đặc với khả năng miễn thương, hồi phục và làm chậm liên tục rất khó chịu. Nội tại của Mazda là hồn chú. Khi máu bị suy giảm, Mazda sẽ niệm ấn chú lên đòn đánh thường hoặc chiêu thức kế tiếp, giúp cô nàng hồi máu và làm chậm kẻ địch. Số lượng kẻ địch trúng chiêu quyết định hiệu quả của hồn chú. Ngoài ra, khi mất đi một lượng máu nhất định, khả năng hồi phục của hồn chú sẽ tăng vọt. Điều này khiến cô sống rất dài trong giao tranh. Chiêu đầu tiên của Mazda là sóng tấn khổ. Mazda vung tay phóng làn sóng mami về phía trước công kích kẻ địch, gây sát thương phát và làm chậm nạn nhân trúng chiêu. Bất cứ kẻ địch nào rơi vào tầm đánh của làn sóng này đều phải chịu tác động của nó. Chiêu thứ hai của Mazda là phệ hồn trùng. Mazda triệu hồi một bầy yêu trùng tấn công lên những kẻ địch lân cận. Càng nhiều đối tượng xung quanh Mazda, càng nhiều yêu trùng được sinh ra. Chiêu thứ ba của Mazda là ác hồn. Mazda hóa thân thành oán hồn vực thẳm, giúp bản thân được tăng tốc chạy và không thể bị chọn làm mục tiêu trong 2 giây. Khi hóa thân vào hoàn hồn, cô nàng gây sát thương phép lên kẻ địch lân cận. Đặc biệt, tại khoảnh khắc hóa thân, Mazda trở nên bất khả xâm phạm và phá bỏ mọi hiệu ứng khống chế tồn tại trước đó, gây hiệu ứng làm chậm liên tục và hồi phục khi bị tấn công, kèm theo khả năng miễn thương và tăng tốc chạy để tẩu thoát. Truy đuổi Mazda gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Hãy nhớ, cô nàng không hề cần năng lượng để sử dụng chiêu thức, vậy nên đừng dại mà đụng vào Mazda. Nếu không may gặp phải Mazda, thay vì đứng lại và nhận lấy cái chết, tốt nhất bạn hãy chạy ngay đi trước khi bị làm chậm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tâm điểm tướng Mazda. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những tâm điểm tướng kỳ sau. Để ủng hộ F, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.